hai bên này giá sáng không anh chị? Xe này cho rất là dữ nha. Coi cái quả bô. Rồi thị nhẹ nha. Hai dạ, chìa khóa đầy quá. Đủ luôn. Hai chìa đầy đủ luôn. Đầy đủ luôn. Chìa kia chưa đụng tới luôn. Con này hồ sơ có sẵn luôn rồi, cầm tay luôn rồi. Anh em tới là mua là chỉ nhập thôi. Hello, chào mừng cô chú, anh chị và các bạn gần xa đã đăng ký và theo dõi kênh YouTube của mình của tôi em nha. Thì hôm nay có mặt cửa hàng xe máy của anh Phong, chuyên mua bán và trao đổi những dòng mô tô cũ nha anh chị nha. Thì hôm nay sẽ báo giá cho anh chị mình những phân khúc 400 cho đến 150 cũng có nha. Ở đây thì có CBR nè, 150 còn rất là nhiều em anh chị. Và G5V3 cũng còn số lượng rất là đông luôn. Hôm nay đặc biệt thì dòng 150 thì có giảm cho anh chị mình tới 2.9 triệu nha anh chị. Đó, trong kia cũng có TFX luôn và Suzuki GSX, G5V2 cũng còn luôn kìa. Thì mình sẽ bắt đầu từ đây mình báo giá dài ra ngoài kia nha anh chị. Đấy, cửa hàng ở địa chỉ là số 5 Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương nha anh chị. Và số điện thoại thì em có để chi tiết trên màn hình nha. Anh chị có nhu cầu thắc mắc muốn mua xe nhưng mà mình không đến cửa hàng được á thì mình cứ liên hệ số điện thoại giúp em nha. Ok, thì đầu tiên là mình xem chiếc Suzuki GSX R biển là 49 nha anh chị. Đấy, rồi chiếc này là đời bao nhiêu? Chiếc này là đời 2019. Ok, biển số 49L1 nha. Giá là cho anh em là 47.9 triệu. Anh em cứ lấy 2.9 triệu mà trừ ra. Đó, những dòng 150 là đợt này giảm tới 2.9 triệu đúng không? 2.9 triệu luôn. Đây, như con này là 47.9 triệu, giảm 2.9 triệu chỉ còn 45 triệu thôi. Quá mạnh luôn anh chị. Chị mình cứ nhanh chân đến cửa hàng xem xe cho kỹ anh chị nha. Ok, tiếp theo thì con bên cạnh luôn đi. Đó, con này màu xanh rất là đẹp nha, biển là 86 nè. Đấy. Rồi, biển 86 cũng là đời 2019 luôn. Giá 48.9 triệu, giảm anh em 2.9 triệu là còn 46 triệu. Ở đâu con này đi được như 15.000. 15.000 cây nha quý chị nha. Xe còn rất đẹp. Xe đẹp. Đó. Rồi, ok. Tiếp theo thì chiếc màu vàng. Màu vàng này giữ luôn, đời 2020 luôn. 50.9 triệu. Đó, giảm cho anh em 29 là còn 48 triệu. Đời 2020 luôn anh em. Ok luôn. Chiếc này ở đâu đi được bao nhiêu á em? Con này nha, đồ thấp. Ở đâu là 10.000. 10.000 đúng luôn. 10.000 cây. Rồi, tắt đi. Rồi, chiếc cuối cùng của Suzuki GSX. Đó, biển là 72. Cái gì nha. Con này là đời 2019. Giá 56.9 triệu. À, giảm cho anh em 2.9 triệu là còn 54 triệu đúng. Ok luôn. Rồi, tiếp theo thì G5V2, còn V2. 3 chiếc nha quý vị. Con. Đó, chiếc đầu tiên thì biển là 70. Biển 70. Con này là đời 2015. Giá là 45 triệu 9. Giảm anh em 2 triệu 9 là chỉ còn 43 triệu thôi. Rồi, con này mình đề máy thử coi có bình không? Con này em tháo bình ra. Ok, rồi tiếp theo đây con này thì để mình nổ máy ha. Có bô độ luôn anh chị ơi. Con này là đời bao nhiêu? Con này là đời 25 luôn. Con này rẻ nè. Con này giảm luôn là còn có 41 triệu thôi. Rồi để mà đề máy luôn. Đây đề máy. Đó, bô nổ rất là đã nha anh chị nha. Rồi, ok. Ok quý anh chị nha. Đó, giá thì chiếc này chỉ còn có 41 triệu quý anh chị. Xe đời 25 nè. Bô đổ cái là đã luôn. Rồi chiếc bên đây thì là cũng là bô độ luôn nha. Đấy, biển là 59 Sài Gòn luôn quý anh chị ơi. Chiếc này thì để mình xem cái đời nó bao nhiêu nha. Cũng là đời 2014. Xe này đời 2014, giá rất là cực rẻ luôn. Đó, em này là chỉ có 36.9 triệu nhưng mà giảm tới 2.9 triệu là còn có 34 triệu rồi anh chị. Mình sẽ nổ máy thử nha. Con em này chưa có bình nữa ta. Rồi, quý chị thông cảm nha. Đó, có nhu cầu thì đến đây
cửa hàng sẽ câu bình cho quý anh chị mình đầy đủ, mình test xe luôn, ưng thì quý anh chị cứ mua. Giá xe thì tùy theo cái đời xe và cái hiện trạng của xe nha quý anh chị. Đó, giá cả khác nhau. Đó, chiếc này thì quên tắt cái chìa khóa nè, để là nó hết bình luôn. Rồi, ok. Rồi tiếp theo thì mình xem cái dòng G5V3 với TFX nha quý anh chị. Dài ra ngoài kia cũng CBR150 của Indo cũng còn à, rất là nhiều. Và những dòng lớn cũng còn nha, quý anh chị cứ từ từ tham khảo ha. Đầu tiên là chiếc TFX là biển là 70 nha quý anh chị. Đó. 33243 34 chứ nhầm. Rồi ok. TFX. Chiếc này là đời 2018 nha quý anh chị. Đó. Con này thì cũng chưa có câu bình luôn, thì báo giá cho quý vị luôn ha. Đời 2018 giá 48.9 triệu, giảm còn thì giảm 2.9 triệu á, quý vị mình cứ trừ ra nha. Đó, giá niêm yết sẵn là 48.9 triệu, như mấy clip trước mình cũng có làm anh em nào xem thì cũng biết ha. Giá không có nâng lên rồi giảm xuống như anh em thường anh em nói nha. Ok chưa? Tiếp theo thì chiếc TFX đời 2017 nha quý vị. Chiếc này là biển là 68K12708 nha. Đấy, chiếc này thì nó sức ốc đây rồi, nó thì gắn lại được, không sao nha. Con này là biển 68 Kiên Giang, đời 2017. Giá là 48.9 triệu, giảm cho anh em 2.9 triệu là còn 46 triệu. Ok luôn. Con này đo nổ, nổ máy thử cho anh em mình nghe. Con ngoài thì hết bình rồi, chưa có bình. Rồi, không con nào có bình hết. Nói chung rồi, là mỗi ngày là anh em kiểm tra bình, bình mà yếu là tháo ra là sạc hết cho anh em. Tới lúc lấy xe, mua xe thì rồi tiếp theo thì dòng này là như là Vision. Vision á. Nó cũng có thể gọi là FZ155 đó. Rồi, biển 74 luôn. Đời nó đời bao nhiêu anh? Con này là đời 2018. Giá anh em là 46.9 triệu. Rồi, bật coi Ado đi được bao nhiêu ha. Rồi luôn. Rồi, có bình này. mười sáu ngàn lẻ hai cây đề máy thử đề máy luôn em, bô riêng luôn nha quý chị. Con số 155. Rồi ok, tiếp theo thì G5V3 số lượng rất là nhiều nha quý chị. Thì mình sẽ tham khảo trước tiên thì một lô này thôi, còn trước thì rất là nhiều nha. Đầu tiên thì chiếc này đời bao nhiêu? Còn đây là đời 2019, biển 69. Giá là 58.9 triệu, giảm cho anh em 2.9 triệu. Đó, là còn 56 triệu. Đúng luôn. 56 triệu luôn. Đúng rồi. Ok chưa? Đúng rồi. Rồi chiếc tiếp theo. Cũng là đời 2019 luôn. Giá 61.9 triệu. Giảm anh em 2.9 triệu. Còn chiếc này là biển là 95 nha anh chị. 766 30. Đây. Biển này biển Vị Thanh đấy. Hậu Giang. Anh đọc dùm cái Odo gì nữa. Odo là 4.000 cây. Rồi ok luôn. Đó. Nói chung mấy con đời 2019-20 là toàn xe lướt vài nghìn cây thôi. Nhà tiếp theo thì con 36, 63 chứ. Còn 63. Đời này 2020 luôn. Giá là 61.9 triệu. Con này còn khá mới nha, lắp xe mới quá. Nó hầu như là những cái con này lắp xe mới tinh luôn anh chị. Đi ít sạch à. Toàn vài nghìn cây thôi. Rồi giá chiếc này là báo chưa? Giá là 61.9 triệu. Anh em cứ lấy 2.9 triệu mà giảm trừ ra đi. Rồi ok. Tiếp theo thì biển 68 68899 anh chị. Số đẹp nha. Con này là đời con này đời mấy? Mới về bữa nay, chưa bấm giá luôn. Chưa giá luôn hả? Chưa bấm giá. Rồi quý anh em, quý anh chị mình có nhu cầu cái chiếc này thì mình cứ liên hệ số điện thoại trên màn hình giúp em nha. Đó, biển là 68899, biển 68 nha anh chị. Con đây là full nóc Salaya. Biển này là ở dòng Ghiền Kiên Giang quê mình luôn anh chị. Đúng rồi. Ok. Full nóc Salaya luôn, Salaya mà vàng. Đó, nguyên một bộ ốc luôn anh chị. Đúng rồi. Nguyên bộ ốc Salaya mà vàng. Chống đổ trước, đèn xi nhan kiểu cặp tay thắng và cặp côn cũng kiển luôn. Rồi ở đây thì còn một lô G5V3 nữa không chị. Sau đó mình sẽ ra
CBR 150 nè, dài ra kia luôn ha. Đầu tiên thì chiếc màu vàng này màu quá vàng, sáng quá đẹp luôn anh chị. Đời 2019. Giá là 61 triệu 9. Biển là 64. Đấy, rồi ok. Mấy dòng xe này thì mình sẽ lướt lẹ anh chị, không có nổ máy được ha. Ra kia mình sẽ nổ máy mấy con phân khúc lớn anh chị mình nghe cho nó đã tai nha. Rồi dạ, ok. Thì lướt lẹ anh chị luôn. Thì còn tiếp đây là luôn, đời 2020 bản Monster, bản đặc biệt đây. Giá là 60 triệu đúng luôn nha. Biển là 84 ha. 60 triệu chính, giảm anh em 2 triệu, còn 58 triệu. Bản này bản Monster. Rồi con bên đây là biển 68 luôn anh chị. Biển 68, đời 2019. Giá là 61 triệu 9. À, giảm cho anh em 2 triệu 9. Con này có lên cái bô nè. À, độ cái bô lên nè. Đúng rồi, bô. Cũng cặp tay đồ chơi. Xi nhan đồ chơi. Bình dầu đồ chơi. Nói chung cũng có đồ chơi lai gai, anh em nào thích mà đam mê độ thì kiển thì ra đây lấy mấy con này cho đỡ tiền. Ok, đỡ tiền độ. Tiếp theo thì con này đời bao nhiêu? Biển 69 nè. Con này là đời 2020. Này, 61 triệu 9. Giảm cho anh em tiếp tục là 2 triệu 9. Con này dòng 150 là giảm mạnh luôn nha quý anh chị. Thì đó là giảm mạnh nha. Bất cứ con nào 150 anh em cứ trừ 2 triệu 9 cho mình. Rồi ok, tiếp theo thì chiếc này đời mấy ha? Đây, đây là cũng vậy luôn. Đời 2019 là 61 triệu 9. Biển số 67 An Giang. Rồi, đây cũng là 67 An Giang luôn. À, đời 2020 luôn nha anh em. 67 An Giang, đời 2020. Giá cũng là 61 triệu 9 luôn. Trừ cho anh em 2 triệu 9. Chống đổ. Nói chung mấy dòng này là toàn là xe lướt không cái gì? Xe lướt, có đồ chơi lắc đác hết rồi. Chống đổ, chống nhiều ốc cũng có lai gai. Rồi ra đây thì tham khảo cái lô Honda CBR 150. Đó, đời 2018, 19 đều có anh chị. Rất là nhiều nha. Có màu gạch son cũng còn khá nhiều kìa. Bản gạch son ok, mình sẽ xem cái vàng này trước. Biển là 83. Con này đời mấy? À, biển 83. Con này là đời 2018. Giá cho anh em là 60 triệu 9, giảm 2 triệu 9. Còn 58 triệu. Rồi ok. Tiếp theo luôn, cái màu đỏ đen. Đỏ đen. Đời 2018. Con này hồ sơ đang rút. Giá dễ chịu có 57 triệu 9 thôi, giảm cho anh em 29 còn 55 triệu. Con này thì đang rút hồ sơ ha. Anh chị mua là ra tên như xe mới luôn nè. Rồi. Anh em mua là chỉ chờ nhập tên thôi, không cần phải còn chờ. Còn riêng những cái dòng xe có biển số này, anh em thích cái biển số đẹp thì mình cứ giữ, còn không thích thì mình cứ sang tên cũng được ha. Cửa hàng bao rút hồ sơ cho anh chị mình tất cả hết. Còn nào anh em nào cùng tỉnh thì muốn sang tên giữ thì biển vẫn được luôn. Ok. Đấy. Con này là biển Sài Gòn. Đời 2018. Giá là 61 triệu 9, giảm cho anh em 2 triệu 9. Chống đổ, đèn con này sáng, có chống đổ, đèn chạy sáng, luôn, một cặp luôn. Rồi, chiếc tiếp theo thì biển 67 của anh chị. Biển 67. Đời 2018. Giá cho anh em là 60 triệu 9. Đấy. Trừ 2 triệu 9 nha anh em. Về phần máy móc của anh chị mình có yên tâm ha, cửa hàng bảo hành của anh chị mình đầy đủ nha. Đấy. Bao zin, bao đi nửa năm. Dạ, biển 78 44890. Đời 2019, giá là 60 triệu 9, trừ ra 2 triệu 9. Chống đổ luôn nha anh chị. Có chống đổ. Con này đông chống đổ gắn dài quá ta. Đúng rồi, chống đổ nó hơi dài. Nó hơi xa ra ha. Đúng rồi. Nó có nhiều loại. Rất là an toàn nha anh chị. Đây. Chút xíu mình sẽ lướt cái dàn đầu cho anh chị mình xem cho nó kỹ nha. Đúng rồi, qua dàn đầu. Rồi, chiếc tiếp theo là biển 93 F1 đời 2018 53. Rồi. Đời 2018, giá là 55 triệu 9. Giảm cho anh em 2 triệu 9 là chỉ còn có 53 triệu thôi. 53 triệu cho em CBR. Ok. 2019. Rồi, chiếc bô độ biển là 61 không chị? Đâu em nổ cái bô độ này thử cho anh em nghe coi. Bô ngoài nè. Bô ngoài nè. Con này đời mấy à? Con này mới về đây. Đời 2017. Đời 2017 luôn anh chị. Đi được đâu 14.986 cây à. Giá là 55 triệu 9, giảm cho anh em 29 còn 53 triệu thôi. Đề máy luôn. Bộ nổ bao hay luôn. Nổ rất là cứng nha anh chị. Bô này không biết bô hiệu gì đây. AK không biết. AK. Có bô sáng lón luôn. Bô này như giống carbon ta. Ốc carbon.
carbon nha. Đúng rồi, ốp carbon. Nói về phần Honda CBR 150 này thì quý anh chị cứ yên tâm về phần máy móc nha. Rất là bền. Thương hiệu của anh Honda thì nó cứ lầm lầm lì lì với quý anh chị. Tốc độ thì nó không có bằng chiếc Yamaha của cái Suzuki GS đâu. Của GS, Suzuki GS thì tốc độ nó dữ dằn hơn là CBR nha quý anh chị. Đúng rồi. Đấy. Quý anh chị muốn chọn dòng nào thì chọn. Thì cái mẫu xe này thì nó đầm đầm như vậy quý anh chị. Honda mà. Nó rất là bền và tiết kiệm xăng. Rồi, ok. Đấy. Rồi tiếp theo thì mình xem cái lô ngoài này. CBR luôn. Đó, lô ngoài này nha quý chị. Đó. Thì từ từ. Chiếc này trước đi chiếc này biển 65 Cần Thơ luôn nè. À, biển 65 Cần Thơ, đời 2019. Giá cho anh em là 61.900. Giảm cho anh em 2.900. Xe quá đẹp. Đấy, đi được 9.000. 9.000 quý anh chị. Giá báo rồi em. Dạ, báo rồi. Rồi tiếp theo luôn, chiếc này chắc đang rút hồ sơ hả? Con này đang rút hồ sơ, đang rút gốc luôn. À, đang rút hồ sơ không chị? Dạ. Con này là 67.900. Giảm cho anh em 2.900 là còn 65.900. Con này là bản ABS nha quý anh chị. Bản này nó cao hơn nha. À. Ok, rồi tiếp theo thì màu gạch son. Gạch son thì con này là biển 61. Đời 2019. Giá là 56.900, giảm 2.900 là còn 54.000. Cái này là màu gạch son này nguyên bản là độ lên nha. Bản này là bản độ anh. Bản độ à. Son độ đúng rồi. Thì chi cái màu nó giùm thấy nó khác chứ bản bản green nè. Nha quý anh chị nha. Nó đậm hơn nha. Nó có một màu cam thôi. Còn bản chính thức này nó có pha với đỏ với là màu trắng nữa. Rồi, đây thì tới biển 36 rồi quý anh chị. 36 là đời bao nhiêu? Đời 2018, giá là 60.900. Giảm cho anh em 2.900. À, còn 58.000 thôi. Rồi tiếp theo thì con biển 93. Biển 93. Đời 2019 luôn. Giá là 62.900. Con này có độ cái bô nè quý anh chị. Bô AK Vuitt tiếp. Thử coi, thử mở máy lên cho anh em mình nghe cái tiếng bô coi. Odo là 9.400 cây. 9.400 em. Dạ. Bô này là đang xanh tiêu. Nó chỉ là nổ ấm thôi. Bô này nổ rất là ấm nha quý anh chị. Rất là đầm ấm luôn nè. Vậy mình bật cái tai phone vô mình nghe rất là đã luôn nha, rất là phê quý anh chị. Gắn tai phone vô mình nghe rất là đã luôn nha. Giảm cho anh em 2.900 là đúng 60.000. Máy còn sáng trưng nha quý anh chị nha. Rồi tắt máy. Đó, chiếc cuối cùng của màu gạch son là chiếc này chắc đang rút hồ sơ nha. Đúng rồi. Đúng em. Con này đang rút hồ sơ, đời 2018. Nó đang rút hồ sơ không chị? Dạ, rất là đẹp quý anh chị ơi. Còn đẹp lắm. Đời 2018 giá là 63.900, giảm cho anh em 2.900 là còn 61.000. Đấy, rất là đẹp. Đấy quý anh chị nha. Nhà máy nè. Mới từng con ốc mới ra luôn quý anh chị, rất là đẹp nha. Quý anh chị mình muốn biết chi tiết hơn mình cứ đến cửa hàng mình xem cho nó kỹ á quý anh chị. Đấy rồi tiếp theo thì mình đã giới thiệu cho anh chị lô phân khúc lớn nha. Ninja 3, Ninja 4 đều có. Rồi ok, tiếp theo thì mình sẽ thêm những dòng xe phân khối lớn nha. Z3 nè và Ninja 4, Ninja 3 đều có anh chị ơi. Và như là G3 cũng còn không nha. Còn một dạ, chiếc. G3 còn một chiếc. Và CBR 250 cũng còn luôn. Đầu tiên cho anh em mình xem chiếc Z3 này trước nè. Chiếc này đời mấy? Con này là đời 2018. Đời 2018 nha. Đúng rồi. Okay, giá cho anh em là 89.000. À, đi được 16.000. 16.000 con xe lướt. Ok, biển là 60. Dạ, 60. Gan trước cho anh chị mình xem cái chợ sáng. Cái đèn khủng anh chị ơi, khủng khiếp. Đèn rất là sáng anh chị. Đây. Đây, rồi đề máy đi đêm là hơi bị dữ rồi. Đấy, hai bên này cho sáng nha anh chị. Xe này coi rất là dữ nha. Coi cái quả bô đây. Bô SC thần thánh này. Rồi hủy nhẹ nha. Quá đẹp, dữ rồi. Đeo tay phone vô là phê. Con này là ABS luôn, trước sau luôn. ABS trước sau. Ok, giá là bao nhiêu? Giá cho anh em là 89.000. Chiếc dòng này thì ảnh xe này mới về nhưng mà vẫn có bớt
anh em nào tới dễ thương, nhanh gọn lẹ vẫn có bớt luôn. Dòng Ninja 4 này là cũng mới về luôn nè. Dạ mới về. Cũng là biển 60 luôn, đời 2018. Giá cho anh em là 119 triệu. ABS nha anh chị. ABS trước sau. Xe đẹp. Xe này không vết chày. Soi cái dàn áo cho anh em bóng bẩy không một vết chày. Rất là đẹp luôn anh chị ơi. Xe Modo đi được bao nhiêu em? Đấy, Odo. Đây, Odo cho anh em là 13.000 cây thôi. 13.000 cây của anh chị. Xe như mới luôn nè. Hai chìa khóa đầy đủ luôn. Hai chìa đầy đủ luôn. Đầy đủ luôn. Chìa kia chưa đụng tới luôn. Đó. Dòng phân khúc lớn này thì cửa hàng cũng có giảm mạnh nha anh chị mình nha. Có giảm cho anh có em. Có giảm luôn nha anh chị. Có giảm. Thì cái giảm đó thì anh chị mình cứ liên hệ số điện thoại coi cửa hàng giảm bao nhiêu nha. Tại vì dòng mới về anh chị. Mới về. Rồi ok, tiếp theo thì con Ninja 3. Cũng là đời 28, cũng là biển 60 luôn. Đấy. Giá cho anh em luôn là 90 triệu thôi. Xe này thì còn nguyên riêng tất cả anh chị ha. Không có lên đồ chơi cái gì hết. Tiếp theo thì Honda CBG 250. Ok. Biển số 63. Con này đời 2020 luôn. Giá là 129 triệu. Giảm cho anh em 1 triệu. Rồi, tiếp theo thì cũng là CBG 250 luôn nha. Đen nhám. Sườn đỏ, đời 2019. Con này hồ sơ có sẵn luôn rồi. Có ABS luôn. Có ABS trước sau. Rồi, nổ thử chiếc này coi. Bô là phái nổ à. Con này đang rút hồ sơ. Con này hồ sơ có sẵn luôn rồi, cầm tay luôn rồi. Anh em tới là mua là chỉ nhập thôi. Gắn cái telephone vô anh em ơi. Có gì mình gắn telephone vô nghe nó đã lắm nha. Giá là 123, đang giảm cho anh em 8 triệu đây, còn 115 triệu thôi. CBR 250. Ok. Đời 29. Cuối cùng. CBR 250 là đời 28. 94 nha. Biển 94. Đấy. Giá là 123 triệu, đang giảm cho anh em 3 triệu, còn đúng 120 triệu luôn. Ok luôn anh chị. Thì chiếc G3 này anh chị. G3 là biển là 82 ha. Dì ba là đời 2018, giá là 85 triệu, giảm cho anh em 1 triệu rồi, còn 84 triệu thôi. Ok, G3 này đi được ba mấy ngàn à? 16.380 cây. Dòng G3 ha. Rồi tiếp theo thì này Bentley. Là Bentley 302, đúng không? Ừ. Biển là 43. Đời 2016. Giá là 60 triệu 9. Con này cũng cái bô cũng dữ dằn lắm nha. Đúng rồi, bô này test thử ra. SC. Bô này nó cũng phê lắm anh em. Rồi gắt tiếc là hết bình rồi anh em ơi. Bình nó yếu rồi. Hẹn anh em clip đằng sau cho anh em nghe tiếng bô con này. Rồi ok. Quý chị mình thông cảm ha. Giá đã báo rồi. Rồi tới dòng FZ 250 đúng không? 250. Con này là biển số 76. Đời 2017. Giá là 55 triệu 9. Con này giảm anh em 2 triệu 9. Còn 53 triệu thôi. Rồi bên đây thì Busan, Busan 200. Busan 200 nha. 200 là còn 3 cái. Ba con. Ba con Busan. Biển 83. Và con biển 92 và 62. Giá hai con này 50 triệu. Đồng giá hai chiếc này là 50 triệu ha. Đúng rồi. Mỗi con này là 57 triệu thôi. Đấy, ok anh em nha. Đó thì anh em mình muốn xem chi tiết kỹ những chiếc mô tô nào thì mình cứ comment mạnh bên dưới cho mình nha quý anh chị. Mình sẽ quay chi tiết và báo giá quý anh chị mình nó kỹ hơn. Đó, tiếp clip này mình sẽ tổng hợp sơ lược cái giá cho quý anh chị mình tham khảo ha. Có nhu cầu thì quý anh chị mình cứ liên hệ cái số điện thoại hoặc mình đến địa chỉ là số 5 Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương ha. Để mình xem những dòng xe cho nó kỹ không anh chị ha. Ưng thì anh chị cứ mua. Cửa hàng cũng có hỗ trợ trả góp qua ba ngân hàng nha anh chị. HD, FE và ZAC. Đó, video mình sẽ làm tới đây thôi ha. Thì hẹn quý anh chị mình clip sau này mình sẽ làm thêm những video phân khúc lớn để anh chị mình tham khảo ha. Dòng phân khúc lớn thì hiện tại cửa hàng còn rất là nhiều anh chị.
Đấy. Quý anh chị thích cho mình một like và đừng quên đăng ký kênh theo dõi để ủng hộ mình, có động lực mình làm thật là nhiều video hay hơn về dòng mô tô cho quý anh chị mình xem tham khảo nha. Rồi, video mình chỉ làm tới đây. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video. Hẹn gặp quý anh chị trong những video tiếp theo. Bye.